xin cùng nhau một phút lắng lòng để tưởng nhớ đến những anh hùng liệt sĩ, những bậc tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ đến chư tôn đại lịch sử, tất cả chư lịch đại tổ sư đã tử vì nạn trong để bảo vệ đạo pháp, và để tưởng nhớ đến tất cả những người đã vượt biên vượt biển, từng rừng sâu nước độc chết cách bi thảm, và để tưởng nhớ đến những người đang đấu tranh ở trong nước trước hiểm họa cộng sản dữ dằn. Xin một phút lắng lòng để cùng nhau cầu nguyện cho những người sớm được nước Việt Nam sớm được tự do hạnh phúc và sớm phục hòa cho gia đình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phút mặc niệm, phút nhập từ bi quán bắt đầu.